Kính chào quý khán giả và các đồng chí. Không chỉ tinh thông võ thuật, sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị, vận dụng linh hoạt kỹ thuật chiến đấu với lối đánh tấn công bất ngờ táo bạo, những người lính trong đội quân đặc biệt tinh nhuệ còn phải có sức khỏe dẻo dai, thuần thục các kỹ năng sinh tồn trong điều kiện hành quân dã ngoại, hành quân mang vác nặng. Địa hình núi cao, rừng sâu, khí hậu khắc nghiệt là thao trường rèn luyện thực tế của những người lính đặc công tại Tiểu đoàn 19, Bộ Tham mưu Quân khu 2. Vượt qua những nội dung huấn luyện gian khổ, khó khăn nơi rừng sâu cũng chính là lúc họ được tôi luyện thêm ý chí, bản lĩnh, hoàn thiện kỹ năng thích nghi, kỹ năng ứng phó xử lý các tình huống trong môi trường khắc nghiệt, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhắc đến lực lượng đặc công là nhắc tới một lực lượng đặc biệt nhất, tinh nhuệ nhất. Và để hình thành được hai từ đặc biệt ấy, những người lính đặc công đã phải trải qua quá trình rèn luyện phấn đấu không ngừng trên thao trường, bất kể nắng mưa, ngày hay đêm. Với những người lính tại Tiểu đoàn 19, Bộ Tham mưu Quân khu 2, đơn vị chuyên trách thực hiện nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, chống khủng bố trên địa bàn quân khu. Quá trình khổ luyện lâu dài trên mọi điều kiện địa hình thời tiết, không chỉ giúp các chiến sĩ đặc công nâng cao kỹ năng, trình độ, đồng thời rèn luyện cho mình bản lĩnh thép, sẵn sàng đối mặt với mọi gian khổ hiểm nguy, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Quá trình chiến đấu để thực hiện tốt được cách đánh của đặc công đó là luồn sâu, đánh hiểm, đòi hỏi cán bộ chiến sĩ trong đơn vị phải tổ chức huấn luyện chặt chẽ đối với từng đối tượng. Đối tượng chuyển loại binh chủng thì tổ chức huấn luyện cơ bản thiết thực vững chắc đối với đối tượng chiến đấu viên, đơn vị tổ chức huấn luyện theo phương pháp là chuyên sâu chuyên ngành đối với từng nội dung, đặc biệt là huấn luyện dã ngoại, huấn luyện đêm và huấn luyện theo phương án đã được xác định. Đáp ứng yêu cầu cơ động nhanh, sẵn sàng chiến đấu cao trong mọi tình huống, những năm qua, Tiểu đoàn Đặc công 19 luôn nỗ lực khắc phục khó khăn về địa hình thời tiết, tích cực khổ luyện trên thao trường nhằm nâng cao bản lĩnh tinh thần chiến đấu. Theo đó, đơn vị đã xây dựng các chương trình kế hoạch huấn luyện cụ thể ở từng giai đoạn, sát với yêu cầu thực tế. Trong đó chú trọng huấn luyện chuyên sâu, chuyên ngành đặc công với những tình huống cụ thể, nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu cho cán bộ chiến sĩ. Giới thiệu cao trí nội dung võ chiến đấu đặc công. Một ngày huấn luyện của các chiến đấu viên tại đây luôn được bắt đầu bằng âm thanh này. Sức khỏe bền bỉ, dẻo dai và tinh thông võ thuật là yêu cầu đầu tiên đối với các chiến đấu viên. Để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, mỗi chiến đấu viên đặc công đều phải rèn luyện võ thuật thuần thục, sử dụng hiệu quả mọi loại vũ khí để có thể nhanh chóng khắc chế triệt hạ đối phương. Từ kỹ thuật cơ bản của bài võ tay không cho đến các bài võ đối kháng được các chiến đấu viên luyện tập thuần thục. Cường độ huấn luyện chuyên ngành cao, thực hiện nhiệm vụ trong mọi địa hình thời tiết bắt buộc, mỗi người lính phải có sức khỏe tốt. Do vậy, đơn vị chú trọng công tác rèn luyện sức khỏe cho bộ đội bằng nhiều hình thức khác nhau, theo phương châm từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp. Ngoài những cái nội dung rèn luyện thể lực ra thì bộ đội đặc công chúng tôi còn huấn luyện và rèn luyện thêm là những cái nội dung về chuyên ngành như võ thuật, khí công, để kỹ chiến thuật để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. Còn về cái võ thuật thì ngoài huấn luyện theo kế hoạch huấn luyện của đơn vị ra, đến cuối giờ binh thao là mỗi cán bộ chiến sĩ là cũng tự tập ngoài cùng với nhau, như trao đổi kiến thức với nhau, cùng nhau là hướng dẫn nhau những cái động tác nó khó, phức tạp, hoàn thiện dần cái thể lực và cái kỹ năng của mỗi người chiến sĩ đặc công.
Hành quân là một chế độ rèn luyện quen thuộc của những người lính tại đây. Sau khi chuẩn bị vật chất, từng tốp chiến sĩ lần lượt đặt ba lô lên bàn cân, kiểm tra khối lượng theo đúng quy định. Quãng đường hành quân được tăng dần theo thời gian huấn luyện. Đây là nội dung quan trọng giúp bộ đội đặc công tăng sức bền, sức chịu đựng trong điều kiện hành quân mang vác nặng dài ngày. Tuy nhiên, khác với khi hành quân chiến đấu, những người lính khi thực hiện hành quân rèn luyện trong ba lô của họ chỉ chứa đựng duy nhất một thứ. Ở đơn vị tiểu đoàn 19 của chúng tôi là chúng tôi thực hiện đúng như lịch trình có biểu rèn các hạ sĩ quan chiến sĩ là một tuần chúng tôi hành quân một lần. Chặng đường đi của chúng tôi là từ gần đến xa. Trong quá trình hành quân rèn luyện của chúng tôi thì chiếc ba lô là vật dụng không thể thiếu trong mỗi chiến sĩ. Tuy nhiên khác với trong quá trình hành quân trong chiến đấu, ba lô chúng tôi chỉ có một thứ duy nhất, đó chính là cát. Với số lượng là 25 cân trên một đồng chí thì đơn vị đã rèn cho chúng tôi sức bền cũng như là sức dẻo dai trong quá trình hành quân. Bất kể nắng hay mưa, những đôi chân thép của những người lính tại tiểu đoàn 19 vẫn tiến bước về phía trước, sẵn sàng vượt qua mọi điều kiện địa hình khác nhau. Với trọng lượng từ 20 đến 25 kg, chưa kể vũ khí, trang thiết bị đeo trên người khi hành quân đường dài, sẽ rèn luyện cho bộ đội đặc công kỹ năng di chuyển, cơ động sẵn sàng chiến đấu cao trong mọi tình huống. Hành quân rèn luyện cũng là chặng đường ban đầu nâng cao nền tảng thể lực để bộ đội đặc công thực hiện những nội dung huấn luyện chuyên ngành, trong đó nâng cao khả năng thích nghi, sinh tồn trong mọi điều kiện khắc nghiệt được tiểu đoàn 19 chú trọng. Kỹ năng sinh tồn là những kỹ năng mà con người có thể sử dụng để duy trì sự sống trong bất kỳ môi trường nào. Đối với bộ đội, kỹ năng sinh tồn cũng là một trong những nội dung huấn luyện quan trọng đối với bất kỳ lực lượng nào trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại thực địa. Với bộ đội đặc công, kỹ năng sinh tồn sẽ giúp người lính nâng cao sức chịu đựng, tự đảm bảo sức khỏe và công tác hậu cần trong mọi điều kiện địa hình thời tiết. Làm tốt công tác chuẩn bị, trinh sát địa hình, lên phương án huấn luyện là những nội dung được tiểu đoàn 19 chuẩn bị kỹ lưỡng. Kỹ năng sinh tồn, sinh sống ở trong rừng, đơn vị đã tổ chức trinh sát địa hình, tổ chức làm tốt mọi công tác chuẩn bị như sức khỏe thông qua huấn luyện và rèn luyện sức khỏe hàng ngày, chuẩn bị mọi mặt như vật chất, vũ khí trang bị và mọi mặt khác để đáp ứng tốt cái yêu cầu huấn luyện, xác định được các tình huống như lạc trong rừng, như quá trình sinh sống gặp côn trùng rắn rết, cách phòng trừ và cách chữa trị khi bị côn trùng rắn rết cắn và các tình huống như thiếu thốn về lương thực thực phẩm để bộ đội làm sao xác định được cách sinh tồn làm phù hợp khi có điều kiện tác chiến, chiến đấu sau này. Nếu như trong hành quân rèn luyện, ba lô của người lính chỉ có duy nhất là cát, thì đây chỉ là một phần quân tư trang vật chất của mỗi người lính phải đem theo khi thực hiện hành quân chiến đấu. Với hàng chục vật dụng, trang bị cá nhân đem theo được sắp xếp gọn gàng, chắc chắn trong chiếc ba lô theo đúng thời gian quy định, sẽ giúp người lính bảo đảm được cơ động nhanh trong hành quân đường dài, đồng thời thuận tiện dễ lấy đồ dùng khi sinh hoạt, công tác và chiến đấu. Như quý vị và các bạn cũng đã thấy, đây là các vật dụng được trang bị cho trong quá trình hành quân chiến đấu. Với cái cách sắp xếp thì chúng ta phải sắp xếp một cách khoa học và ngăn nắp các vật dụng sử dụng thường xuyên thì chúng ta đặt lên trên, các vật dụng quân trang lâu sử dụng thì chúng ta đặt xuống dưới đáy ba lô. Ví dụ như là giày dép thì chúng ta đặt xuống dưới đáy ba lô. Sau đó thì đến quần áo dài. Sau đó thì đến tăng võng. Phần cuối cùng là chúng ta có thể là cho tượng gạo lên trên nắp ba lô. Nút buộc thì chúng ta phải buộc có thể làm sao để rút ra nhanh nhất. Ví dụ là chúng ta buộc thăng do, khi buộc như này thì buộc một nút đầu tiên xong cái thì chúng ta lại thực hiện nút thăng do như này khi cơ động hoặc là khi đến thực hiện nhiệm vụ chúng ta có thể là sử dụng được ngay. Bài học về sắp xếp và mang đeo vật chất trang bị theo đúng yêu cầu cũng là bài học đầu tiên của người lính trước khi được rèn giũa nơi rừng sâu.
Với hành trang đó, những người lính đặc công sẽ phải hành quân tới địa điểm thực hiện nội dung huấn luyện trú quân, ăn ở dã ngoại. Vượt qua quãng đường hơn hàng chục km, những người lính đặc công dần tiến đến gần hơn địa điểm đã định. Thao trường huấn luyện được xác định là khu rừng rộng lớn, cây cối rậm rạp tùm. Sau cơn mưa lớn, khu rừng khá ẩm thấp, nhiều muỗi, côn trùng, động vật nguy hiểm. Tuy nhiên, rừng sâu hiểm trở chính là địa bàn mà người lính cần phải chinh phục được những khó khăn, làm chủ các kỹ năng sinh tồn, thích nghi trong mọi hoàn cảnh, tiến đến luồn sâu đánh hiểm vào mục tiêu. Tại vị trí này là vị trí trú quân của chúng ta. Sau đây các tổ nhanh chóng đưa tổ về vị trí và tôi phân công cụ thể như sau. Tổ 1 chuẩn bị bếp nấu ăn, tổ 2 tìm kiếm nguồn thức ăn, tổ 3 tiếp tục củng cố công sự. Lưu ý các đồng chí, cánh rừng này gần như là nguyên sinh, có rất nhiều rắn độc, ong, muỗi và vắt. Để đảm bảo quá trình an toàn, các đồng chí trong quá trình thực hiện vụ, khi có tình huống gì, các đồng chí nhanh chóng, kịp thời báo cáo người chỉ huy. Và sau đây các tổ nhanh chóng đưa tổ về vị trí triển khai và thực hiện nhiệm vụ bắt đầu. Với đặc thù hoạt động tác chiến của bộ đội đặc công thường chiến đấu độc lập, xa sự chỉ huy, bảo đảm của cấp trên, xa khu vực dân cư. Chính vì vậy, người lính đặc công vừa phải chiến đấu đối phó với các hoạt động thủ đoạn của địch, vừa phải tìm cách khắc phục mọi khó khăn gian khổ của điều kiện tự nhiên. Tổ chức tìm kiếm, khai thác và sử dụng các vật phẩm có sẵn trong tự nhiên để duy trì sức khỏe, sinh sống dài ngày trong rừng, được đơn vị chú trọng huấn luyện kỹ lưỡng. Để đảm bảo hậu cần trong sinh sống dã ngoại, đặc biệt là đối với địa bàn lần đầu tiên người lính đặt chân đến như khu rừng hôm nay, thì việc quan sát lợi dụng thiên nhiên để tạo các vật dụng trong sinh hoạt, bảo đảm ăn ở là yêu cầu quan trọng. Sau khi chúng tôi đã được phân công thì đã tìm được các nguồn rất là nhiều về tre trúc thì có thể sử dụng được làm rất nhiều các dụng cụ khác nhau. Hiện tại bây giờ là chúng tôi cũng đã tìm được nguồn tre, cái đoạn trúc như này thì bây giờ chúng tôi là đang làm lóc những cái mắt thừa của đoạn trúc này đi và để sau đó là chúng tôi sẽ chẻ ra làm những cái nan để đan thành những cái chạn bát để bát đũa và để những vật dụng đồ nấu nướng của đơn vị. Và sau đó là có những đoạn chúng tôi sẽ chia thành là mỗi đoạn có thể là dài 20cm để làm thành một cái hệ thống lọc nước để lấy nước sạch để cho anh em trong đơn vị sử dụng trong quá trình là trú quân tại vị trí. Chỉ với con dao có trong biên chế quân tư trang, chỉ trong thời gian ngắn, những người lính đã có thể tạo nên những đồ dùng hữu ích phục vụ sinh hoạt cho bộ đội từ những cây tre nứa có sẵn trong rừng như thế này. Đầu tiên là chúng ta phải quan sát được về cái địa hình, chúng ta chọn cái vị trí, quan sát các cái địa vật cũng như các vật dụng mà chúng ta có thể lợi dụng trong quá trình sinh sống dã ngoại. Ví dụ như đối với cái chạng bát mà chúng tôi đang làm thì chỉ bằng những cái vật dụng rất là đơn giản, con dao, găm hay là bằng những sợi dây rừng và điều những cái vật sẵn có tại tự nhiên như tre thì chúng tôi có thể làm lên những cái giá này trong khoảng thời gian rất là nhanh, từ 15 tới 20 phút. Tạo lửa là một trong những việc cần phải triển khai đầu tiên khi dừng chân tại một địa điểm nằm sâu trong rừng. Lửa không chỉ giúp sưởi ấm, nấu chín thức ăn mà còn có tác dụng giữ ấm và xua đuổi các loại thú dữ, côn trùng trong địa hình rừng núi ẩm thấp. Và chỉ mất vài phút, các chiến đấu viên cũng đã nhanh chóng tạo được lửa từ những nguyên liệu sẵn có trong tự nhiên. Việc đầu tiên phải tạo được một cái thanh tre và tiếp đến một cái bộ phận nữa là một cái bánh đà. Chúng ta cũng tận dụng miếng gỗ hoặc là các cái vật dụng tre, khúc tre ở trong rừng sẵn có. Chúng ta về thì chúng ta có thể là đẽo tròn để tạo cái vòng quay. Cách quay thì chúng ta phải quay ngược lại như thế này. Sau đó thì chúng ta quay đến cái đủ tầm thì chúng ta lần lượt nhẹ nhàng vít. Khi thực hiện nhiệm vụ dài ngày trong rừng, nguồn nước duy nhất người lính có thể tìm kiếm được là ở sông suối và để đảm bảo an toàn khi uống nước, buộc phải tạo ra các thiết bị lọc nước để lấy phần nước sạch. Để có được nước sạch sử dụng trong điều kiện sinh tồn giữa thiên nhiên, đòi hỏi người lính phải linh hoạt vận dụng sự hiểu biết cùng các kiến thức được học nhằm tạo ra các dụng cụ lọc nước phù hợp với điều kiện địa hình nơi huấn luyện.
Dụng cụ lọc nước nhỏ gọn tiện dụng này được những người lính tạo nên từ thân tre với các thành phần như cát, sỏi, than hoạt tính. Than hoạt tính được tạo ra bằng cách đốt các loại gỗ cứng trong lửa cho đến khi trở thành bở bột và đập vụn ra. Và với 3 lớp lọc nước như thế này, bộ đội có thể loại bỏ các bụi bẩn, côn trùng, lá cây và các tạp chất có kích thước từ lớn đến bé theo chiều từ trên xuống dưới. Đây là thiết bị lọc nước mini của chúng tôi. Và sau khoảng 30 phút làm, với những thành phần chính như ống nứa và những thành phần lọc như vải lọc, bông, cát, sỏi chúng tôi kiếm từ hệ thống suối. Các đồng chí thấy đây là những nguồn nước gọi là rất là quan trọng và thiết yếu trong tôi. Chúng tôi có thể nấu cơm, nấu nước và sử dụng vệ sinh, sinh hoạt hàng ngày bằng những nguồn nước này. Ăn rừng ngủ võng có lẽ là hình ảnh quen thuộc của những người lính Cụ Hồ khi thực hiện nhiệm vụ hành quân chiến đấu. Đối với bộ đội đặc công, để đáp ứng yêu cầu bí mật bất ngờ tiện cơ động, khu vực trú quân của đơn vị thường được bố trí tại những địa hình phù hợp, tránh địa thế chống trải, phòng ngừa được rắn rết, côn trùng tấn công. Trời sẩm tối cũng là lúc những chiếc tăng võng được dựng lên. Những giấc ngủ đêm giữa rừng già dường như đã trở nên thân quen với các chiến đấu viên thuộc tiểu đoàn 19. Tuy nhiên, công tác chuẩn bị kỹ càng, lựa chọn địa hình phù hợp mắc tăng võng và tinh thần sẵn sàng chiến đấu ngay trong đêm vẫn luôn được các anh nêu cao. Đối với bộ đội đặc công là chủ yếu tác chiến trong điều kiện ban đêm. Như các đồng chí đang thấy, phía sau tôi là ba lô được để ở phía dưới so với người nằm là phía dưới chân. Để khi chúng tôi dậy được cái là chúng tôi tiến hành đeo ba lô vào luôn để tiến hành sẵn sàng chiến đấu. Như ngày hôm qua, đơn vị chúng ta đã dừng chân để trú quân ở tại khu vực này. Lưu ý các đồng chí, ở vị trí trú quân của đơn vị là khu vực rừng rậm gần như nguyên sinh. Quá trình thực hiện nhiệm vụ rất dễ bị lạc. Chúng ta có thể xác định phương hướng sử dụng cọc, gậy kết hợp với ánh mặt trời. Khi mặt trời lên, chiếu vào cọc sẽ có bóng cọc. Các đồng chí kẻ một đường thẳng từ vị trí cọc đến vị trí đầu của bóng cọc. Sau khoảng thời gian 15 đến 20 phút thì bóng cọc sẽ di chuyển. Các ông chí cũng kè vào đường thẳng và đánh dấu đầu của bóng cọc. Các ông chí có thể đóng một cái cọc nhỏ ở vị trí đầu của bóng cọc, bóng thứ hai. Theo hướng cọc, các ông chí kè vào đường thẳng qua hai đầu của bóng cọc mà các ông chí đã xác định. Từ đó chúng ta xác định được phương hướng. Ở vị trí phía trên là hướng Tây và vị trí kéo về phía sau là hướng Đông. Tức là chúng ta xác định được hướng Đông Tây. Từ đó chúng ta xác định được hướng Bắc và hướng Nam. Nếu chúng ta làm vào ban đêm thì chúng ta có thể là quan sát ánh trăng. Đối với ánh trăng thượng tuần, đầu nhọn của ánh trăng hướng về phía nào thì đó là hướng Đông. Đối với ánh trăng ở hạ tuần, tức từ ngày 20 đến ngày 29 hoặc 30, thì các ông chí quan sát hai đầu nhọn hướng về bên nào thì đó là hướng Tây. Và các hướng còn lại thì các ông chí xác định được. Từ đó xác định được phương hướng của đơn vị cần phải di chuyển. Khi bị lạc trong rừng, trong tay hoàn toàn không có thiết bị định vị để xác định phương hướng có thể dựa vào ánh mặt trời. Hay tìm tổ kiến, tổ ong hoặc tổ chim. Cửa của tổ quay về hướng nào thì đó chính là hướng Nam. Hoặc các thân cây to mọc rêu phần nào thì chắc chắn đó là hướng Đông. Là những kiến thức, kỹ năng được cung cấp tới các chiến đấu viên khi không có la bàn, thiết bị định vị trong tay. Xác định phương hướng dựa theo địa hình tự nhiên là một trong những bài học nằm lòng của bộ đội đặc công khi tác chiến theo tổ nhóm tại các địa bàn xa xôi hẻo lánh. Để đảm bảo sức khỏe thực hiện nhiệm vụ dài ngày nơi rừng sâu, người lính cần biết cách tìm nguồn nước ngọt.
thức ăn từ cây rừng để bổ sung dự trữ nguồn lương thực thực phẩm. Mỗi hệ sinh thái đều có một số loại thực vật và động vật hoang dã có thể ăn được trong khu vực đó. Do vậy, dựa vào rừng mà sống đã trở thành phương châm của mỗi người lính đặc công khi thực hiện nhiệm vụ huấn luyện dã ngoại trong rừng. Nước hứng từ khe suối, củi khô nhặt trong rừng đem về đun, tìm kiếm cá cua từ các con suối nhỏ, tất cả đều là kỹ năng quan trọng để chiến đấu viên tìm kiếm chọn lọc cho bữa ăn giữa rừng. Một đôi tay nhanh nhẹn và khả năng phản xạ tốt có thể giúp người lính bắt cá bằng tay ở những vùng nước nông thay thế cho các dụng cụ bắt cá thông dụng. Đi sinh sống dã ngoại dài ngày thì chúng tôi ngoài lương thực, thực phẩm đem theo thì ưu tiên tìm được các nguồn rau, cỏ rồi là cá, tôm ở các khu vực. Điển hình như ở khu vực suối này thì rất nhiều tôm, cua, cá nó lẩn trốn ở dưới các phốc đá này thì... Ngoài các kỹ năng về chiến đấu, chúng tôi cũng được đào tạo các kỹ năng về tìm kiếm thức ăn. Chúng tôi đến những địa điểm sinh sống dã ngoại mà chưa am hiểu thì ưu tiên của chúng tôi là tìm các nguồn nước, thì nghe được những tiếng nước chảy và xác định được vị trí nước chảy là các dòng suối, dòng sông thì ở khu vực đó sẽ có nhiều thức ăn hơn. Vốn dĩ, nguồn thức ăn trong thiên nhiên rất phong phú. Tuy nhiên, điều quan trọng là người lính phải phân biệt được đâu là thực phẩm an toàn có thể chế biến được. Đây rồi, kia đây. Chị kia đây, rong rớt đây rồi. Rồi anh em lại đây. Các ông chí lại đây. Ở trong rừng thì chúng ta có rất nhiều các loại rau ăn được. Trong đó, rong rớt là một loại rau là hay mọc hoang ở trong rừng. Lưu ý các đồng chí là rau dớn rất giống là cây dương sỉ, vì cái rau dớn cũng là họ dương sỉ nên các đồng chí lưu ý. Đấy, lá của cây dương sỉ to dài và cái lá của rau dớn thì nhỏ ngắn. Thông qua bài học về cách nhận biết và sử dụng các loại rau rừng, bộ đội sẽ được học đặc điểm từng loại rau từ thân, lá, hoa, quả, màu sắc, mùi vị, thời gian, địa hình cây sinh trưởng để nhận biết loại có thể ăn được và loại nào độc hại. Bài học tưởng chừng như đơn giản nhưng lại là kiến thức hữu ích, giúp bộ đội luôn duy trì sức khỏe dẻo dai, tránh các trường hợp bị ngộ độc thực phẩm khi nhầm lẫn các loại rau. Ở trong rừng mà chỉ có dùng thức ăn không thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe. Do vậy chúng tôi phải đi tìm kiếm các loại rau rừng. Bên tay phải tôi đây là những đọt măng nứa. Nếu như nó ở dưới gốc, nó ở dưới củ này, ăn cái củ thì nó mới là ngon. Nhưng vì bây giờ đọt đã lên cao, chúng ta vẫn dùng được. Đấy, đặc biệt là lấy cái phần ngọn này. Đấy, lấy cái phần ngọn này. Đấy, lấy nguyên cái phần ngọn măng này thôi thì chúng ta sẽ ăn cái phần trắng và phần non trong này. Thì cái măng này chúng ta có thể chế biến được rất nhiều loại. Ví dụ như cái này chúng ta nướng cũng được. Nướng ăn cũng rất là ngon và thơm. Không thì chúng ta xào cũng ăn được. Bếp Hoàng Cầm được đào xong và đảm bảo bí mật cũng là lúc những chiến sĩ bắt tay chuẩn bị bữa cơm dã chiến giữa rừng. Bên cạnh nguồn lương thực thực phẩm đem theo, những khóm rau rừng, đọt măng, cá, cua tìm được trong rừng, dưới bàn tay khéo léo của người lính đã trở thành những món ăn đặc sản như măng nướng, rau dớn xào, cá nướng, giúp bộ đội cải thiện bữa ăn, bảo đảm sức khỏe trong thực hiện nhiệm vụ. Thì đối với cái đặc thù của đặc công thì đòi hỏi cái trình độ kỹ chiến thuật rất là cao vì nó liên quan đến thực hiện cái nhiệm vụ tác chiến. Qua huấn luyện hàng ngày, chúng tôi cũng đã huấn luyện trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, địa hình, thời tiết, ngày đêm, từng bước thích ứng dần. Khi ra thực địa thì sẽ không bỡ ngỡ. Ăn ở sinh sống ra ngoài thế này cũng là một cái bài học quý giá để chúng ta học hỏi thêm, đúc rút kinh nghiệm thêm, hoàn thiện kỹ năng hơn trong các cái môi trường tác chiến để chúng ta hoàn thành cái nhiệm vụ. Thời gian, vòng tuần hoàn của ngày đêm,
của chuỗi sinh trưởng, tồn tại và mất đi trong thiên nhiên luôn song hành cùng những chiến sĩ đặc biệt này. Dù luôn xác định sẽ gặp nhiều tình huống bất ngờ, thế nhưng với họ luôn trong tâm thế sẵn sàng phải vượt qua trong mọi hoàn cảnh. Và kiến thức chính là chìa khóa để bộ đội đặc công sinh tồn, thích nghi trong mọi điều kiện khó khăn gian khổ. Chính vì vậy, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng tác chiến, hoạt động độc lập, thành thạo xử lý các tình huống phát sinh trong mọi điều kiện địa hình là yếu tố cốt lõi để những người lính đặc công tiểu đoàn 19 luôn có nội lực mạnh mẽ để chinh phục và vượt qua mọi khó khăn thử thách. Khổ luyện trong những môi trường khắc nghiệt nhất sẽ tạo nên những chiến đấu viên đặc công tinh nhuệ, sắc bén. Và đó cũng là thao trường để tôi rèn nên những người lính đặc công tinh nhuệ của quân khu 2 luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Chương trình tạp chí khoa học quân sự xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự theo dõi của quý khán giả và các đồng chí. Hẹn gặp lại quý khán giả và các đồng chí trong các chương trình sau.